Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Xem tử vi về tài lộc và vận mệnh cho những người sinh con trong năm 2019 là năm Kỷ Hợi. Và dưới đây là những ai mà thuộc trong ba con giáp này mà sinh con trong năm Kỷ Hợi 2019 thì là người may mắn, an nhàn và phúc lộc song toàn. Nếu người mẹ nào mà sinh con trong năm 2019 để gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, bạn đã biết chưa? Trong năm 2019, năm Kỷ Hợi là năm con heo, là mệnh mộc, thuộc bình địa mộc. Bước qua năm Kỷ Hợi 2019 tới đây, nếu như năm con giáp này mà sinh con đúng vào năm Hợi thì gia đạo không những hưng thịnh rực rỡ mà cuộc sống của bố mẹ lẫn con cái đều thăng hoa. Và bên cạnh đó, sự xuất hiện của những đứa trẻ tuổi Hợi trong gia đình sẽ mang đến tài lộc, may mắn và làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Một là người mẹ tuổi Mão. Trong năm 2019, người tuổi Mão có đào hoa và quý nhân xuất hiện ở hôn nhân. Cung đào hoa này sẽ có đào hoa tốt và có lợi cho người độc thân, tính đến chuyện trăm năm, mà cũng tốt cho những người đã lập gia đình, mang tới vượng đào hoa, vượng vận. Về tình cảm của vợ chồng ngày càng thêm thắm thiết. Nếu sinh con theo ý muốn, năm Kỷ Hợi là năm Mão bán hợp, cùng với năm 2018 Mão Tuất Lâm nhị hợp đều có lợi cho người tuổi Mão sinh con và đẻ cái. Năm Kỷ Hợi 2019 cũng là năm mà vận trình của người tuổi này cực kỳ vượng. Hợi Mão Mùi sinh tam hợp cục là trường sinh chi vị của người tuổi Mão. Nếu sinh con trong năm 2019 năm Hợi thì em bé sẽ được trường sinh và quý nhân bảo trợ giúp bé vượt qua mọi gian nan và thử thách trong cuộc đời và tìm được những thành công. Trong năm 2019, về vận trình cầu tự của người tuổi Bính Tý sẽ vô cùng thuận lợi. Tuổi Tý và Hợi không xung khắc với nhau nhưng hoàn toàn thích hợp để sinh con. Đứa trẻ sẽ được hưởng nhiều may mắn về cả trí tuệ lẫn sức khỏe. Vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, người tuổi Tý trong năm 2019, hôn nhân cung gặp được chính quan đại vận bảo trợ cho hôn nhân của gia đình. Vì thế nên người độc thân và chuyện vui tới tấp, còn người đã có gia đình thì cầu tự sẽ suôn sẻ. Những ai cầm tinh con chuột nếu muốn sinh con trong năm 2019 thì nên chuẩn bị về tinh thần và sức khỏe sẵn sàng để chào đón những thiên thần bé nhỏ. Chính quan đảm bảo cho sự ổn định và vững chắc của hôn nhân cung. Nếu như trước đó về tình cảm vợ chồng mà chịu nhiều ảnh hưởng của gia đình, gặp phải nhiều mâu thuẫn xung đột thì năm Kỷ Hợi này hoàn toàn có thể an tâm bởi những mâu thuẫn đó sẽ được hóa giải, gương vỡ lại lành, tình cảm vợ chồng sẽ thắm thiết như xưa. Về vận trình cầu tự của người tuổi Tý tới đây cũng đã thuận lợi. Tuổi Tý và tuổi Hợi không xung khắc với nhau nên trong năm Kỷ Hợi 2019 rất thích hợp cho con giáp này sinh con đẻ cái, em bé sinh ra và mang đến nhiều may mắn cho gia đình. Về bản thân em bé cũng gặp nhiều điều như ý trong đời, người tuổi Tý sẽ lên kế hoạch sinh con trong năm 2019 là tốt nhất, chớ nên chờ đến năm 2020 Tý mới sinh em bé sẽ phạm vào xung khắc với tuổi bố mẹ. Ba là người tuổi Dần. Trời sinh người tuổi Dần là những người mạnh mẽ, kiên định và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để xây dựng một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Người tuổi Dần vốn dĩ được trời ban nhiều phước đức lúc còn trẻ, không những gặp nhiều may mắn mà còn có số đào hoa trong cuộc sống hôn nhân. Đặc biệt là người phụ nữ tuổi Dần có khả năng vượng phu ý tử và có thể giúp chồng phát tài phát lộc, nuôi dạy con nên người. Theo tử vi học có nói, nếu như bố mẹ nào thuộc người tuổi Dần mà sinh con vào năm Hợi thì vô cùng may mắn. Hợi Dần vốn hợp mệnh nên bố mẹ và mệnh của con vô cùng hòa hợp. Em bé tuổi Hợi có bố mẹ tuổi Dần khi sinh ra sẽ được quý nhân che chở, thượng đế ban nhiều phước lành, đồng thời cũng mang đến nhiều may mắn cho bố mẹ, thậm chí
sẽ đón tài đón lộc vào nhà và sinh con năm 2019, tháng nào mùa nào là hợp nhất. Năm 2019, người sinh năm Kỷ Hợi bản mệnh bình địa mộc, nếu sinh con vào mùa xuân và mùa đông là bạn được mùa sinh, vào tứ quý hoặc mùa thu là bạn đã lỗi mùa sinh, nên sinh con vào mùa xuân, đông kiêng các tháng thuộc mùa thu. Năm tháng tốt để sinh con trong năm Kỷ Hợi 2019. Thứ nhất là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 10 và tháng 11 là tháng tốt nhất trong năm 2019 để sinh con heo và mang lại số phận cực tốt cho con cả và cha lẫn mẹ. Sinh vào tháng giêng, người tuổi Hợi sinh vào đầu xuân thường thông minh và có tướng hiếm quý, sẽ làm nên sự nghiệp lớn, phúc lộc dồi dào và được mọi người kính trọng. Còn nếu sinh vào tháng 2, người tuổi Hợi mà sinh vào tiết kinh chập có thể trở thành các bậc kiệt xuất. Đây là mẫu người thông minh, trí tuệ, tôn nghiêm, lại tinh lực sung mãn, cuộc đời sẽ được hưởng an lành và đây là những người có thể làm nên nghiệp lớn. Còn sinh vào tháng 3 là sinh vào Tết Thanh Minh, những người tuổi Hợi này thường có thể có khí chất mạnh mẽ, chí khí cao, lại tự mình lập nghiệp. Họ được mọi người yêu mến và kính trọng, tính khí thì kiên cường và là những người sống cao thượng, được kính nể. Nếu sinh con vào tháng 10 là người đoan chính hiền hậu, luôn luôn tự lập tự cường. Những người này được phúc khí trời ban, cuối đời thì thịnh vượng. Bé mà sinh năm 2019 năm Kỷ Hợi vào những tháng này sẽ được an nhàn đức độ, được nhiều người quý mến, về già có cuộc sống dư giả. Còn nếu sinh vào tháng 11, những người tuổi Hợi mà sinh vào tiết đại tiết thường thường có thân thể đầy đặn, trung thành và là người lễ nghĩa, danh vị song toàn, an nhàn và đầy đủ. Ba là giờ tốt sinh con trong năm Kỷ Hợi. Tốt nhất là sinh vào giờ Tý, từ 2-3 giờ đến 1 giờ sinh vào giờ này thì những người tuổi Hợi thường có diện mạo thanh tú và thông minh đa tài, lại có sức lôi cuốn đối với người khác giới. Thông minh, tài năng, diện mạo thanh tú nhưng lại rất dễ lụy vì tình. Còn nếu sinh vào giờ Mão, từ 5 đến 7 giờ Hợi mệnh thủy mà sinh vào giờ Mão mộc, người sinh vào giờ này là có vốn may mắn, mưu sự đại thành, tài lộc dồi dào và gặp nhiều điều thuận lợi hơn, tiền tài dư giả. Còn sinh vào giờ Thân là từ 15 giờ đến 7 giờ Thân mệnh kim, sinh Hợi mệnh thủy, đây là những người khéo léo, đa tài, giỏi biện luận và là số người có danh tiếng. Về phần 2, em bé thuộc ba con giáp này may mắn cho cha mẹ, chẳng cần vất vả, vẫn giàu sang phú quý. Có những em bé vừa lọt lòng đã được định mệnh sẵn sàng giàu sang phú quý cả đời ấm êm. Không chỉ thế, những đứa con mà mang đến nhiều tài lộc may mắn giúp bố mẹ đổi đời, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Và tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như thế, gia đình nào cũng may mắn như vậy. Và dưới đây là những đứa trẻ cực hiếm. Một là em bé sinh vào năm Dậu, trẻ cầm tinh con gà, thông minh tài giỏi, trong mệnh chứa kim, tức là nhiều tài, hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra trẻ còn mang lại thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ. Hay nói một cách khác, những đứa bé mà sinh năm Dậu đẻ ra đã có ánh hào quang và bao quý nhân bủa vây, nghiễm nhiên là đem lại nguồn may mắn cực lớn cho bố mẹ. Nhất là những cha mẹ làm kinh doanh buôn bán mà sinh con vào tuổi Dậu thì được ví như hổ mọc thêm cánh, tài vận hanh thông, thoáng đạt, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Những đứa trẻ tuổi Dậu mà sinh vào các năm 2005, 2017 sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho toàn gia đình và cuộc sống ngày càng được tốt đẹp và phú quý hơn. Hai là em bé sinh năm Ngọ, những đứa trẻ cầm tinh con ngựa mang trong mình một tính cách độc lập, hào quang, linh hoạt, thích ứng nhanh và thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Những cô cậu tuổi Ngọ có nét tính cách và đặc điểm giống nhau, họ thích tự do ngao du và thử sức từ công việc này đến công việc khác, luôn chạy theo những con đường riêng của chính mình lựa chọn. Đây cũng chính là những con giáp top 1 trong việc tài giỏi và có phúc có phần.
luôn biết tận dụng mọi may mắn để biến thách thức thành cơ hội trong cuộc sống riêng của mình. Những người thuộc con giáp này luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu, cố gắng làm mọi việc và mọi cách để xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc, mang đến nhiều phước lành cho gia đình. Ba là em bé sinh năm Thìn. Ngay từ khi lọt lòng, những người cầm tinh con rồng đã được trời phú một phẩm chất cao sang, giàu có phú quý, luôn được các quý nhân dốc lòng phù trợ. Những con giáp này được gọi là quý nhân may mắn đến cho gia đình, đảm bảo ngày càng giàu sang sung túc, cha mẹ chỉ việc rung đùi và hưởng phước. Đặc biệt là những đứa trẻ sinh vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 âm lịch. Nếu mà may mắn trúng vào các ngày mùng 1, mùng 10, ngày 20, ngày 30 thì cả đời ấm no, giàu có, phúc lộc đầy nhà. 4 là em bé sinh vào năm Hợi. Những người cầm tinh con Hợi đều hiền hòa, giỏi giao tiếp và cuộc sống sẽ định sẵn một cuộc sống ấm no, ấm êm, không phải lo lắng nhiều và không phải vật lộn nhiều với đồng tiền và bát gạo. Những cô cậu này cũng đem nhiều phúc lộc cho cha mẹ và gia đình, luôn ấm no và hạnh phúc. Trẻ mang tài vận đầy nhà, sau này lớn lên sẽ có số làm quan to, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió. Thậm chí những người này là nguồn tài lộc của gia đình. Bố mẹ có con tuổi Hợi mà sinh vào những tháng trên sẽ chọn đời giàu sang và hạnh phúc,